Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về một chút xíu showbiz một chút xíu. Vợ cố ca sĩ Vân Quang Long tái hôn, chồng mới cũng là một ca sĩ có tiếng tăm. Mới đây mà Vân Quang Long cũng đã ra đi cũng mấy năm rồi các bạn ha. Và một cái thông tin khác nữa là lãnh đạo sân khấu họp khẩn cái vụ mà Nam Thư và Minh Dự bị tố. Vâng, đó là hai thông tin mà chúng ta sẽ chia sẻ hôm nay. Đầu tiên nhất là vợ của Vân Quang Long tái hôn. Ai cũng biết Linh Lan là người vợ cũ của cố ca sĩ Vân Quang Long. Và có một thời gian khi mà Vân Quang Long qua đời thì cô ấy và mẹ chồng có nhiều cái lời qua tiếng lại, và trên cộng đồng mạng thì nó cũng có dư luận hai phía. Phía thì bên dịch cho Linh Lan, một phía thì bên dịch cho bên mẹ chồng đó. Và nó cũng xảy ra nhiều chuyện, cũng kéo dài một thời gian, cũng tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí nữa. Hôm nay thì cô ấy lên xe hoa với lại một ca sĩ khác cũng có tiếng tăm. Cái điều này thì mình cũng chúc mừng cho cô ấy đã kiếm được một nửa của mình để chăm sóc gia đình cũng như là chăm sóc đứa con gái của cố nghệ sĩ Vân Quang Long và các bạn ha. Vì cuộc sống bây giờ mà đa số mọi người ngày xưa đó thì nếu mà chồng chết thì đa số mọi người nghĩ rằng nếu mà ai mà tái hôn là một việc không tốt. Nhưng mà xã hội đời nay rồi, chúng ta cũng phải thoáng cái đó một chút xíu không các bạn ha. Chứ không thể để một người con gái trẻ trung như vậy sống một cuộc đời mà một mình lủi thủi như vậy cho tới tuổi già. Kính thưa quý vị, được biết Linh Lan và chồng mới đã tổ chức một lễ đính hôn riêng tư kín đáo vào tháng 7 năm 2024. Nhưng gần đây một số video hình ảnh về ngày vui của họ mới được lan truyền trên mạng xã hội. Và cái thông tin Linh Lan cùng với là người chồng mới làm đám cưới nó thu hút rất nhiều sự chú ý của nhiều người. Nhất là nhiều người cũng muốn biết danh tánh của người chồng mới của cô Linh Lan này là ai. Chồng hiện tại của Linh Lan là ca sĩ Đinh Kiến Phong, kém cô 1 tuổi. Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian tới. Anh chàng này rất đẹp trai nha các bạn nha. Theo Linh Lan, cô quen biết với Đinh Kiến Phong từ năm 2019 khi Vân Quang Long qua đời. Cô được anh ở bên chăm sóc, động viên, tuy nhiên phải đến 3 năm sau. Phải mới 3 năm sau thì cô ấy mới mở rộng đôi cửa sổ của tâm hồn và đến với nhau bằng tình yêu chân thực lứa đôi và nên nghĩa vợ chồng. Linh Lan chia sẻ chồng mới của cô rất tốt tính, tình cảm và luôn ân cần chăm sóc vợ. Không những thế, Đinh Kiến Phong còn yêu thương bé Helen, là con chung của Linh Lan và Vân Quang Long như là con ruột. Tôi cảm nhận như anh Vân Quang Long ở trên cao đã phù hộ để tôi có con gái, gặp được người phù hợp. Linh Lan tươi cười và nói với lại những phóng viên như thế. Ngày 6 tháng 10, thông qua trang cá nhân, ca sĩ Đinh Kiến Phong cũng lên tiếng về chuyện kết hôn. Anh cho biết, chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, không chỉ riêng cá nhân Đinh Kiến Phong, mà Phong tin rằng bất kỳ ai trong chúng ta đều mong cầu được sống an yên và hạnh phúc với người mình đã chọn. Không các bạn ha? Đinh Kiến Phong vẫn luôn có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Và đặc biệt là Phong thật sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì gia đình, anh em, bạn bè, nội ngoại hai bên gia đình vẫn luôn ở cạnh và cổ vũ, chung vui trong ngày trọng đại của Phong. Về những thông tin tiêu cực, Đinh Kiến Phong khẳng định anh và Linh Lan đến với nhau khi cả hai đều độc thân, hoàn toàn không có mối quan hệ ngoài luồng. Cuộc sống mà người ta lúc có dư luận như thế này như thế kia thị phi mà
chúng ta nhiều khi cũng phải dũng cảm mạnh mẽ lên để sống, tại vì người ta thì nói xấu rất nhiều lắm các bạn ơi. Có nhiều người rất là gièm pha, thích nói sau lưng người ta chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Ngoài ra, chia sẻ thêm với đài báo Tuổi Trẻ Cười, Đinh Kiến Phong xác nhận anh và Linh Lan đã có con được hơn 2 tuổi rồi. À, đã có một đứa con 2 tuổi rồi. Linh Lan được biết đến là vợ thứ hai của Vân Quang Long sau khi nam ca sĩ đột ngột qua đời ở Mỹ. Linh Lan gặp nhiều ồn ào và mâu thuẫn với nhà chồng. Kể từ đó, cô ít chia sẻ trên mạng xã hội và tập trung nuôi con gái. Đinh Kiến Phong, sinh năm 1990, quê ở Bình Định, bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2013. Anh sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như là Qua Đêm Nay, Nỗi Buồn Sau Tiếng Cười, Em Đâu Hiểu Được. Vâng, đó là những thông tin của Linh Lan và Đinh Kiến Phong. Và gần đây nhất thì chúng ta cũng có biết rằng có đôi vợ chồng, một người vợ là diễn viên và chồng là nhạc sĩ, đã Tố Minh Dự và Nam Thư cùng với lại tôi nhớ hình như là một người tên HB có một lối sống thác loạn và hay chèn ép đàn em trong sân khấu kịch hay là trong đoạn phim nào đó, rất nhiều lần như vậy. Vâng, thì bây giờ ban lãnh đạo sân khấu sau khi nghe những cái lời đấu tố đó, họ đã họp khẩn cấp, nhất là nói về chuyện của Nam Thư và Minh Dự. Ban giám đốc Thế Giới Trẻ cho biết họ thông qua cuộc họp khẩn với toàn bộ diễn viên sau khi nhận thông tin ồn ào. Sau buổi làm việc, đại diện sân khấu Thế Giới Trẻ cho biết Hoàng Phi, Minh Dự, Nam Thư không chèn ép gà gẫm diễn viên khác. À, mình nói HB là Hoàng Phi đó các bạn. Có hay không thì mọi người chúng ta đều biết, hay mọi người có làm cái gì xấu ở bên trong showbiz không thì chúng ta thử nghe cái này nghe các bạn ha. Chứ các bạn nghe cái này nghe thử thôi nha. Rồi không có bông hoa tuyết nào ở trong showbiz. Ngoài nam em ra thì chúng ta cũng đã biết nghe nhan nhản rất nhiều, và hơn nữa từ bà Nguyễn Phương Hằng mới thấy được ở trong showbiz họ tàn ác, họ chèn ép và họ dẫm đạp lên nhau kinh khủng lắm các bạn ơi. Họ sống ở trong showbiz phải nói rằng đạp trên thị phi để mà sống, đôi lúc bất chấp các thủ đoạn để vươn lên. Vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, đại diện sân khấu Thế Giới Trẻ thông báo kết quả họp khẩn liên quan đến vụ Nam Thư, Hoàng Phi và Minh Dự bị một nghệ sĩ nhắc tên, cho rằng ba cá nhân này chèn ép, gạ gẫm và dùng quyền lực ép diễn viên trẻ bỏ nghề. Hỏi gạ gẫm là gì, là sao? Tại vì cái người bị tố là Minh Dự thì nói rằng Minh Dự thay quản lý giống như thay áo vậy. À, tôi có đọc cái đoạn đó. Và có những cử chỉ giống như là thân mật quá đáng ở trong hậu trường sân khấu. Cho nên người này mới thấy được những cái điểm đó và người ta cũng chứng minh được luôn. Gần đây cộng đồng mạng đang xôn xao trước thông tin liên quan đến ba diễn viên Hoàng Phi, Nam Thư và Minh Dự tại hậu trường sân khấu. Để làm rõ sự việc, ban giám đốc sân khấu tổ chức họp khẩn cùng toàn bộ diễn viên và các cá nhân liên quan, đại diện sân khấu Thế Giới Trẻ cho biết như thế. Sau cuộc họp, đại diện Thế Giới Trẻ thông tin không có diễn viên nào tại sân khấu báo cáo việc bị diễn viên Hoàng Phi gạ gẫm
Ngoài ra, tập thể diễn viên khẳng định không có ai, có cá nhân nào bị Nam Thư chèn ép quyết định phân vai trong các vở diễn thuộc toàn quyền của ban giám đốc. À, cái này tất cả các diễn viên trong đó nói không thì cũng đúng, tại vì có ai dám nói có đâu. Sống trong showbiz là phải biết bưng bô và phải biết đổi. Có đôi lúc nó như thế này, tôi nghe rất nhiều người nói là thượng đội hạ đạp á các bạn. Họ tàn nhẫn với nhau rất nhiều chuyện lắm mà chúng ta không có biết đâu. Ban giám đốc mà có hỏi các diễn viên thì dĩ nhiên các diễn viên sẽ nói không, không có. Cái đó là bằng mặt, nhưng mà có bằng lòng hay không? Về diễn viên Minh Dự, không có cá nhân nào bị Minh Dự nạt nộ gây áp lực để rời sân khấu. Có đó nghe, bữa đó người kia chứng minh có đàng hoàng luôn đó. À, người ta cũng nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm lời nói của họ và đứng trước pháp luật luôn. Có hay không thì tự hiểu. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng những diễn viên mà bị đăng tố đó, hồi đó mình mới ra nghề như thế nào. Bây giờ mình hãy sống thật với lòng mình. Mình sống với là cái bản chất của mình đi. Đừng có vẻ ta đây một bước được lên ngôi rồi, bây giờ lại chà đẹp đàn em lại. Sống phải có tâm, phải có nghề thì ông tổ mới đãi, phải không các bạn ha? Minh Dự nói rằng còn hỗ trợ giúp đỡ diễn viên trẻ trong các diễn viên và trong các vở diễn tại sân khấu. Phía sân khấu đồng thời gửi lời xin lỗi vì sự việc những ngày qua gây ảnh hưởng tập thể và hoang mang cho khán giả. Vào ngày 4 tháng 10, ban giám đốc Thế giới trẻ xin lỗi vì ồn ào ở sân khấu. Lúc đó đại diện sân khấu Thế giới trẻ cho biết ban giám đốc đang tiến hành gặp gỡ và làm việc với cá nhân vụ việc liên quan để tìm hiểu thông tin chính xác, đưa ra giải pháp phù hợp. Và tôi còn nhớ ra nghe nói hình như bây giờ là cô Phương Lan và chồng của cô ấy là nhạc sĩ đang bị giới nghệ sĩ phong sát nữa. Tin tức đó có hay không đây các bạn? Chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng và kịp thời để các diễn viên sẽ biết được diễn biến trong vụ việc nhằm tránh gây hiểu lầm cũng như hoang mang với khán giả. Chúng tôi xin phép không trả lời cho đến khi mọi việc được làm rõ, đại diện sân khấu Thế giới trẻ thông báo như thế. Vụ ồn ào Phan Đạt tố đồng nghiệp sống lỗi chèn ép gây ồn ào từ cuối tháng 9. Vâng, người tố chính là nhạc sĩ Phan Đạt, chồng của diễn viên Phương Lan. Loạt bài đăng của nam diễn viên khiến nhiều nhân vật bị ảnh hưởng, trong đó Minh Dự nói đã lập vi bằng làm việc với cơ quan chức năng và thông báo với khán giả khi có kết quả. Ồn ào Phan Đạt đăng bài ẩn ý tố nhiều diễn viên khiến vợ anh là diễn viên Phương Lan lên tiếng xin lỗi. Tôi xin lỗi, lời xin lỗi chân thành đến quý khán giả, anh chị trong câu chuyện. Tôi hiểu chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến tập thể. Mối quan hệ giữa tôi và Minh Dự, anh Hoàng Phi và chị Nam Thư cùng anh chị em đồng nghiệp khác vẫn tốt đẹp tại thời điểm này. Tôi mong tất cả mọi người thương và hiểu giùm cho mình một lần nữa. Tôi xin cúi đầu biết ơn và xin lỗi mọi người, Phương Lan chia sẻ. Các bạn biết Phan Đạt có nói một câu như thế này, tôi biết vợ tôi là Phương Lan rất yêu nghề và rất thích làm diễn viên, cho nên tôi đã nhịn nhục rất nhiều, nhịn đến mức độ mà bây giờ cái nhịn đó không thể nào nhịn được, nó như là một cái quả bom nổ chậm, cho tới bây giờ thì tôi mới nói ra những gì mà nó đang xảy ra ở trong hậu trường sân khấu và trong các showbiz hiện giờ. Và chúng ta nghe một đoạn này nữa các bạn ha. Tôi có tin vô mạng xã hội, tin 50-50 thôi. Mọi người có quyền chửi tôi khùng, tôi điên. Nhưng mà những cái người mà giúp mọi người á, mọi người thấy cô Phương Hằng không? Cô, những cái lúc dịch, ai là người chở bình oxy cho người dân, cứu trợ đồng bào? Ai là người đi giúp dân? Bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thử thách cô mà còn bị chửi đó, nghe không? Rớt hay không? Không. Và chính cô là
Qua lời kể của Nam Em thì chúng ta cũng thấy rằng Nam Em rất bất mãn trong cái giới showbiz hiện giờ, vì nó có rất là nhiều chuyện mà người ta giấu giếm. Cũng thông cảm cho Nam Em không các bạn? Tôi thấy cô này thì tính tình rất là chân chất và nói ra những cái sáo rỗng, những cái tệ hại ở bên trong showbiz, nhưng mà nó ảnh hưởng nhiều quá. Làm nghề thì cái gì cũng vậy, chúng ta lấy cái lớn bỏ cái nhỏ. Có đôi lúc á, những người trong ban giám đốc hay những người trong sân khấu, người ta có thể loại trừ một người nói thẳng, nói thật để giúp hết tất cả những người nói dối. Đó là cái sâu chuỗi mà các bạn ha, cái guồng máy mà. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ, và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một chương trình, một video khác nha. Xin chào, và nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like chia sẻ cho mình. Xin chào tất cả quý vị.